Rồi tình hình ở trên đó là sao? Tình hình sao từ cái bữa mà thầy lên gặp em là đầu tháng 5 rồi tới bây giờ có gì thay đổi gì không? Em vẫn làm hai job, em vẫn học trường đó hay là sao? Mọi việc ok hết rồi. Bình thường thầy, nhưng mà em nghỉ chết nhà hàng rồi, giờ em qua làm bên quán cà phê luôn. Làm quán cà phê rồi bây giờ hôm bữa em nói làm mỗi bên lương bao nhiêu? Nhà hàng làm bao nhiêu, bên cà phê bao nhiêu? Bên tầm 500. Không, bao nhiêu tiếng một tuần á? Bao nhiêu tiếng một tuần hả? Chứ Khoảng em làm khoảng thôi, làm bao nhiêu giờ một một bao nhiêu đô một giờ? hai chục giờ một bên đi, thì một bên là 27 đồng. Ok vậy cũng được rồi, vậy là em nghỉ một bên rồi, bên kia bây giờ bắt đầu em làm full luôn không, làm 40 giờ luôn không, bên quán cà phê hay là làm bao nhiêu giờ? Tầm 30 ba mấy, tầm tầm đó. Tầm mười mấy cũng được, nói chung là chi phí cũng ổn mà đúng không, sinh hoạt phí thì được. Rồi còn học phí thì sao em? Cái khóa học của em là khóa gì? Chính xác, cái khóa học tên của em là khóa gì? Advanced Deep, là Deep. Em là học cái package, là học từ sạch 3, sạch 4 của Commercial Cookery, xong lên Diploma. Rồi. Rồi, Thì vậy là trong vòng 2 năm hả? dạ đúng rồi, 2 năm. Em đi là được 5 rưỡi rồi đó. Ok, thì nhớ em Năm đầu rưỡi năm là gì? 11 2021 em lên Nam Úc. Là em là từ ngày xưa là khi mà em qua Úc á là em không biết đúng không, em người ta tư vấn em đi lên Sydney xong em lại xuống Melbourne gặp thầy xong rồi thầy đẩy em đi lên Nam Úc, đi được hết tiểu bang rồi Thì được tăng nữa anh. đó một nửa của nước Úc rồi, xong tiểu bang đi được ba rồi. Ok rồi thì bây giờ thầy hỏi về cái việc học của em thấy nó có khó hay không, về hồi xưa thì dẫn thì chỉ đi lên trên đó học, quyết định đó em thấy là quyết định đúng không, nhưng mà ở Melbourne như Sydney sao mà định cư cho được, anh thấy sao? Thì ở dưới đây là chắc trường nó cũng dễ, thầy học cũng khó. Nói là học tham, nhưng mà em học chỉ có 3 ngày một tuần rồi. Còn lại đi làm mấy ngày? Dạ còn lại thì đi làm, hoặc là muốn làm gì làm. Mà 3 ngày đó là 3 ngày là học full rồi em, học sáng chiều giống như bên Việt Nam học, hay là học nửa buổi rồi nghỉ? Thì sao? Tùy cái tiến độ của thầy, giống như là hôm đó nếu mà bài nó xong sớm đó, là tầm 1 2 giờ là mình xong rồi. Ok. Thì em cho mọi người biết, thường thường em đi học 3 ngày là 3 ngày mấy, 3 ngày thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy. Rồi bây giờ em đi làm giờ nào luôn, để cho mọi người hình dung được là trong đầu là đi qua Úc này, tại vì thầy thấy, thầy ở trên đó một thời gian thì biết là ở trên Nam Úc nó không giống như Melbourne với lại Sydney. Ở Adelaide đó nó nghỉ sớm lắm đúng không? Nhà hàng rồi nó nghỉ sớm lắm. Thì em lúc trước là học thứ 2 3 4 thì sẽ đi làm vào cuối tuần. N là, nếu mà bảy là em sẽ tranh thủ mà em làm bài luôn ở trên lớp, Rồi. thời gian đó làm bài lên trên lớp đó là xong, là 2 3 4 là coi như là em xong trên trường luôn, em không có khúc mắc gì trên trường hết, là em tập trung cho em đi làm, bởi vì là nó kiểu nó không có bị stress á. Rồi, nghĩa là 3 ngày đi học, rồi 4 ngày kia đi làm đúng không? 5, 6, Dạ 7, nhật làm hết. Rồi, ok. Rồi học phí có mắc không em? Học phí, hồi xưa em học ở trên Sydney thì học phí nhiêu? Học Melbourne học phí nhiêu? Rồi xong lên Nam Úc học phí bao nhiêu? Sydney thì Melbourne thì tùy trường, nhưng mà ở Sydney lúc trước em học thì học tiếng Anh thì nó cũng mắc, cũng Mắc khá là bao quá. nhiêu? Cái khóa của em là cũng phải gần 20.000 đô Mỹ Rồi mẹ, học tiếng Anh, dám mang tiền. không, cái khóa đó là em học là để lên học vô master luôn á, là nó Ok. pre-master á, là cái khóa đó là nó chuẩn bị hết cho em từ tiếng Anh cho đến thuyết trình, cho tới nên viết luận, phân tích đồ này kia đó, là nó sẽ dạy hết. Là Em có học hết đâu, em học hết cái khóa 20.000 Mỹ đó luôn hả, rồi em hay học là chín giữa trường em bỏ? chín tháng lên đó thầy. Rồi, còn thiếu 10 ngày nữa thôi đó. Rồi, nó giỡn thôi nha. Rồi ok rồi sao rồi 9 tháng rồi, ba, em nói thật cho mọi người biết luôn là em học vậy tiếng Anh em có khá hơn không, hay là tiếng Anh em đóng một đống tiền luôn 20.000, em có thấy là tiếng Anh khá không, mà em nói là đóng tiền đô Mỹ đúng không, hai chục ngàn đô Mỹ là nhiều tiền lắm á, 20.000 đô Mỹ tương đương cỡ 20, 25, 30.000 đô Úc á, Ồ, mắc lắm. đúng Tại không?
mà tại vì là em đóng, là em đóng đi cái trường đó là em đóng một lượt, là em đóng từ nhà ở cho tới tiền học luôn. À, trường đó em có thể nói tên trường gì luôn không? À, trường đó trường IS. IS nó viết tắt có chữ gì? Em chơi chơi chữ khó hiểu quá. English, tiếng Việt gì đó. À ok, IS rồi. Thì cái trường đó thì nó cũng có tiếng dạy ngoại ngữ, tại vì lúc mà em qua nó là học cũng ok thầy, tiền nào giá đó thầy. À, nhưng mà hơi bị chát. Mà lúc đó em ở Sydney thì em ở khu người Việt không, hay là em ở khu nào? Không, em ở host, em qua là em ở host. Khúc đầu là nó sắp cho em ở với người Ấn Độ. Nhưng mà sau đó là em ở tầm một tháng là em ở không được, tại vì nó nấu ăn á, em ăn không được. Cho em ăn cà ri biết hả? Ăn thịt đồ hộp, rồi với lại cái style nấu nhạt quá, ăn không được. Mà nhạt ở khúc đó là lúc mà em qua là tháng tầm giữa tháng 9 á, trời lạnh chịu không nổi luôn á. Tháng 9 mùa đông rồi đỡ rồi, chứ tháng này nữa là chết đó, tháng 6, tháng 7 em còn tiêu nữa. Thì em qua lúc đó em cũng đâu chịu được đâu, lúc đó là vừa mưa mà vừa lạnh mà kiểu nó buốt ấy. Mà trong cái nhà đó thì trời ơi, nó đâu có cho mình máy sưởi đâu, mình muốn xài là mình tự mua. Bây giờ thôi em rẻ mà. Thầy thời mới qua mà mình đâu biết gì đâu, mình tưởng là cái đó host nó cấp hết cho mình. Nó thì nhưng mà ở đó thì ở cái gì khúc đó là khúc nào quên rồi ta. Là lúc đó là được mấy năm rồi, 3 năm chưa? Thì lúc thời đó cũng gần rồi, còn tầm hơn 2 tháng nữa là 3 năm. Còn 2 tháng 3 năm, thấy chưa? Thấy đi sai đường, đi lang thang như trẻ không nhà không? Đúng đó. Lang thang. Em ở một tháng xong rồi em ở không được, em mới nói với em, cũng hơn là cũng có nhỏ bạn học gì đó người Việt Nam ấy, thì nó kêu mua qua chỗ khác, thì nó hỏi host bên kia, thì em mua ra Parramatta. Parramatta là cái khu CB thứ hai của Sydney đúng không? Thầy đúng rồi, vô đó là đúng bài luôn thầy. Bài luôn hả? Thầy nhớ kỷ niệm Parramatta biết luôn á, đợt thầy đi với Dũng lên trên đó đó. Hai anh em ngồi quay phim quay đúng cái sở cảnh sát. Ôi, một rừng cảnh sát nó tóm hai thằng rồi. Nó kêu, mày biết ở đây là đâu không? Thầy nói, biết là đâu, cái cảnh sát. Cái gì sao mày còn quay? Tôi quay tao làm kỷ niệm thôi, làm dữ vậy? Cái xong kêu lấy hết giấy tờ ra, hai thằng luôn lấy hết giấy tờ ra, tụi bay tao tới đây, mày Quỳnh lên đi chơi, đi vòng vòng chơi cho biết rồi thôi. Nó lên nó bấm ấy gì đó rồi hồi chừng khoảng 5 phút nó thả đi, kêu đi chơi đi, nhưng đừng có xóa mấy cái video sợ cảnh sát đi nha. Thầy Dũng mới cười, mới tưởng bị bắt nó tống vô đồ mày chứ. Rồi ok, Parramatta đó nhiều building mới mọc lên lắm. Dạ đúng rồi, lúc mà đẹp lắm. Em đi á là em cái chỗ mà vừa ngang cái ga tàu á là nó đang xây cái nữa mà. Nó có mấy trường đại học ngay đó luôn á, trường Swinburne nó cũng có chi nhánh trở nữa. West gì quên mà, Western Sydney cái gì đó, nó có cái trường Western Sydney. Rồi. Rồi ok, tiếp em chỉ qua đó rồi. Bao lâu em ở đó, bao lâu rồi em học, bao lâu rồi em xuống Mai Bình, rồi xong rồi cơ duyên nào mà em biết tư vấn thầy nói em đã đi sai đường này xuống Melbourne. Đã nói cấm xuống rồi, nó cũng ráng mò xuống. Em thì em ở Sydney cũng tầm 8-9 tháng gì đó là em xong cái khóa đó. Rồi em rút cuộc là em không học lên Master, nên là em mới mua xuống Melbourne, là sẵn là gặp thầy với lại sẵn để gác một thời gian đó, để em suy nghĩ là em nên làm gì tiếp theo ấy. Nên là em chọn cái khóa học nó kiểu khóa rẻ, khóa để kiểu mình giữ chân mình lại thôi. Giữ chân nhưng mà đâu có giữ cánh của em lại đâu, em vẫn bay. Đó để kiểu em tìm hiểu tình hình, người sẵn em xuống em gặp thầy luôn ấy. Rồi. Với em cũng có người quen á, rồi sẵn đi xuống coi làm sao. Vòng vòng chơi luôn á, cái chân của em là thầy biết rồi, chân em là nó chân đi mà. Không ở chỗ được. Đúng rồi. Rồi, dạy đứa nào được biết đứa đó tính tình sao hết luôn á. Thật sự luôn là lúc em qua là em cũng không có cái plan của em là em học bếp đâu. Nhưng mà cuối cùng em qua đây tại vì em thích cái nước Úc này nên em muốn ở lại thôi đúng không? Chứ cái môn học, cái ngành học nó chỉ là cái công cụ để cho tụi em định cư thôi.
cũng một Còn phần. hồi xưa em qua đây em học master là gì em? Em Em tính học học ngành gì? là em học luôn International Business luôn ấy. Đó, cái đó còn ác nữa. Cái đó Thôi đi về Việt Nam sớm nữa. cái đó, đó là em tính Ai học chứ? anh rồi sẵn kiểu kinh doanh quốc tế á, mình kiểu đồ Việt Nam rồi bên đây rồi đưa qua Việt Nam bán lại vậy đó mà. Rồi ai tư vấn cho em đi qua đại học ngành đó hay là em thích? Không, tại vì lúc đó là nó cũng có liên quan tới gia đình em, tại nhà em cũng làm kinh doanh nên bởi vì là nó Rồi đưa rồi, đó, hiểu với lại là cái rồi. ngành em học bên Việt Nam đại học là ngôn ngữ Anh nên mà em học qua ngành đó luôn đó, thì nó kiểu nó có liên quan ấy, nó không có bị Rồi nó rồi. cắn. Rồi. Ok là chính Sydney 9 tháng. Rồi xuống Melbourne. Rồi xuống Melbourne chắc Melbourne mức hạn. làm việc với mình một thời gian, rồi có học bán hàng, học cái này học cái kia. Rồi sau đó thì mình quyết định là đẩy không phải bạn Ngọc không mà còn ấy nữa, còn bạn Nam nữa, mấy bạn nó học chung mấy lớp của mình ở dưới Melbourne, mình đẩy hết mấy bạn nó. Lúc đó đông vui không Ngọc? Cái lúc mà học rồi mấy anh em tập trung lại bán hàng rồi vui không? Vui Vui ha, nhớ khu đó ghê, nó quá trời chục người luôn á, quá trời luôn, mấy bạn học viên bán hàng đông đúc vui ha, quá trời khách hàng tới rầm rầm á, ngày nào cũng quá trời khách hàng. Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi hết rồi, đứa thì đi đi Queensland, đứa đi Nam Úc, đứa tống xuống Tasmania luôn à. Nhưng mà một ngày nào đó anh em sẽ tập trung lại, khi nào có PR thường trú quốc tịch rồi hết thì tập trung lại, hoặc là có thể mỗi đứa hùng cứ một nơi cũng được. Ok rồi em kể cuộc sống ở Melbourne thì thôi khỏi kể. Melbourne rồi bây giờ em kể đi đi lên Nam Úc đi làm sao, rồi đợt thầy dẫn mấy đứa đi lên một lần để mấy đứa coi cho biết trước, rồi sau đó em thấy cuộc sống vậy rồi cuối cùng mới quyết định đúng không, cái gì cũng phải thử rồi mới biết được. Dạ đúng rồi. Nhớ cái đợt đi có Vũ không, Vũ ca. Đi lên chơi vui ha, chạy xe từ đây lên trên đó luôn à. Rồi sau đó tụi em tự đi lên đó, tự thân vận động, mình chỉ một lần rồi từ lần sau tụi em biết rồi, em chia sẻ cái khoảng thời gian đó đi. Khoảng thời gian lúc mà xuống đây hả thầy? Đúng rồi, dẫn mấy đứa đi ở Airbnb, mấy đứa tưởng tượng tụi em được ở Airbnb nhà đẹp, nhớ cái lần đó đi nhà nhà cổ đẹp không, bốn Đẹp. phòng năm phòng luôn ha, Nhà xịn. nhà xịn. Rồi sau đó thì tụi em tự thuê nhà tụi em ở giống như kiểu ký túc xá sinh viên bên Việt Nam vậy á. Dẫn tụi em đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia, rồi sau đó tụi em lên thuê rồi tụi em tự ở, thì cuộc sống nó như thế nào, đi học nằm trường học nó cách xa chỗ ở của em sao, em ở CBD hay sao, rồi học phí làm sao luôn, em nói cho mọi người biết luôn. Em xuống đây thì hơn là ở ngay trung tâm. Là Nam nó xuống trước cái thầy nó lấy nhà nên em với nó share. Nên là được cái là ở cái trung tâm thì đi lại nó khá là dễ. Là sát bên em nguyên một cái khu chợ luôn. Nên là cái việc mà Em ở cái khu ấy luôn á, Chinatown cái luôn á. khu Chinatown. Hôm bữa thầy gặp em nhớ thầy nói em ở cái khu đó, cái Chinatown rồi kế bên cái trạm xe bus đi từ Melbourne lên Sydney, đi bên Adelaide, rồi kế bên cái trường học mẫu giáo của con thầy luôn á, nhớ không? Có cây phượng tím nữa, em nhớ mùa hè nó ra cây phượng tím đẹp không? Thì bên luôn nên là đi lại trường em thì bắt bus đi lượt là tầm, nếu mà không kẹt xe thì đi tầm hơn 10 phút là tới rồi. Nằm CBD luôn hả em? Trường nó nằm ở đường nào em nhớ Nằm ở Ring Ring Hill Road, nó không? cách nhà em tầm 2 cây máy à. Nếu mà hồi xưa hồi trước ở Melbourne em có chạy chiếc xe đạp điện á, em chạy đấy. Chạy xe Lúc đạp. mà lúc trước mà em học ở Melbourne là lúc đó là nghe dịch nên là học online thôi, nhưng mà trường kia thì nó cũng ngay trung tâm luôn. Rồi vậy cũng được. Rồi còn học phí Cookery mắc không em? Ai xin em học? Khóa của em mà đóng mà đúng luôn, nó nghe là bắt bắt kịp 2 năm này đó là tầm 30.000. Là chia làm 2 năm mỗi năm 15.000 đó đúng không? Nhưng mà em xin được cái gói giảm được 5.000 nên em đóng 25.000. Chia ra mỗi năm có 12.500 à, đúng không? Đấy. Nhưng mà em tự xin hay là luật sư xin cho em? Luật sư xin cho em thầy có cái chỗ làm ấy. Rồi ok, Thì là tốt rồi.
Lúc trước thì em tại chỗ này em làm chỗ cũ ở lúc mà em còn làm ở Sydney ấy, nên là lúc trước là em cũng đưa hồ sơ cho làm luôn. Rồi rồi, ok. Thôi Nam có học cùng trường với em không? Rồi sao? Hay À, là... học khác, học trường nào á. Rồi thôi, để bữa nào thì nói chuyện với Nam riêng cũng được. Ok. Rồi, thì bây giờ xong rồi đúng không? Rồi bây giờ chi phí ăn ở sinh hoạt ở trên Nam Úc, ở trên Adelaide đó có mắc không? Em ở ngay CBD luôn, quá tiện rồi. Thì nhà là có con cu Nam nó đi trước rồi. Nó lo. Thì ăn ở sinh hoạt phí thì mất khoảng bao nhiêu? Học phí của em vậy là tính ra là rẻ rồi đúng không? Có mười mấy ngàn à? Rẻ. 2 ngàn. Coi như là mỗi tháng 1.000 đô á, tiền học phí. Dạ đúng rồi. Thì còn sinh hoạt phí. Nói tóm lại ở đây á, mà nặng nhất em nghĩ là tiền nhà. Chứ nếu mà kiếm được kiểu mà nhà mà mình cho xe lại á, mà nhẹ được khúc tiền nhà là cái tiền kia nó không có tới đâu. Rồi, thường thường hồi xưa thầy ở trên đó là căn nhà thầy thuê là 550 ở CBD luôn. Hôm bữa thầy chỉ anh rồi mà đúng không? Ừ. Bữa căn nhà đó thầy Nhưng chỉ mà rồi đó. nhà đang lên nữa thầy ơi. Nhà Ồ, bây giờ càng lên đúng rồi. Bây giờ nhà là thuê không được á. Thuê không này có nhà để thuê đó. em Mà nhà bán cũng rất nhiều. Tại mình mới vừa đợt vừa rồi lên là đi kiếm mua nhà cho mấy người khách hàng visa doanh nhân 132, 188 mà. Mình biết mà. Ừ. Giá cho thuê nó lên luôn bởi vì em với cũng Việt Nam đang tính làm thêm một căn nữa mà chưa biết được căn nào nữa. Kiểu vòng vòng đây thì giá mắc quá. rồi. Trời thôi cái Thì đó để thầy tư vấn sau đi. Rồi bây giờ nói dạ vô cái chi tiết nhà ở 1 tháng em bao nhiêu tốn, bao nhiêu tiền nhà, tiền xe bus đi lại, tiền xe lửa bao nhiêu tiền, rồi ăn uống, rồi sinh hoạt phí, rồi gì nào bao nhiêu cho mọi người biết luôn. tiền nhà thì tại vì Nam nó đi trước rồi nên nó để lại cho em là một tuần 100 Ừ, 100 quá rẻ. Bình thường mấy người khác thì bao nhiêu? 150, 200 không? từ 108 cho tới 109 đó này. Bao nhiêu 200 rồi đó. Dạ 150, 200 là hợp lý. Rồi đó là nhà, còn điện nước internet rồi sao? Internet cố định thì tầm 15 đồng mà em nhớ chi bill ra là em không biết nó tính theo tháng là nó tính theo 3 tháng nữa. Tại lâu Ừ. lâu nó gửi khi 3 tháng nó gửi lần, khi tháng nó gửi Đúng lần. rồi, 3 tháng bill nó mới về. Internet thì tháng nào cũng vậy, nhưng mà điện thì điện với nước là 3 tháng một lần. Ok. Mà được cái À, là em ngay chỗ này là không tốn tiền nước nha. ok, thì cái tùy, nhiều bạn không biết cái vụ này, nhưng tùy chỗ, có chỗ không tốn tiền nước, có chỗ không tốn tiền gas. Em nghe nói là Điện. em không biết mấy khu khác làm sao nha, nhưng mà em nghe bạn em nói là ở ngay CBD này là không tốn tiền nước. Rồi, ok. Một ngày em tắm 4 lần cũng được em. Trời, nhưng mà thầy nó hạn chế nước nóng. Nó không hạn chế nước Rồi. hạn chế nước nóng. Rồi thì nấu 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 ăn, mấy bạn mà muốn nấu ăn online nên nấu bán hàng online, nấu ăn gì đó online tại nhà, bán hàng bán đồ ăn đó ở khu nào mà nước miễn phí nấu cho sướng. Ừ. Hay là ga miễn phí, ngày xưa bạn mình ở trung tâm Melbourne luôn á, bây giờ nó cũng lên Nam Úc luôn rồi đó. Ù, nó nấu một ngày nó nấu quá trời luôn, nấu ghiền luôn, nấu mà nó bán. Ở ở ở đây thì được cái là chợ, nếu mà gần chợ đồ á thì em nghĩ đồ chắc nó rẻ, nó không á. Rồi vậy em mua đồ hôm bữa em thầy lên em nói là đi mua đồ giảm giá mấy giờ chiều, đi mua giảm giá em nói cho mấy bạn biết luôn cái cách mà đi mua đồ giá luôn. Ở đây á được cái là thứ bảy trước trước 2:30 đi, nhưng mà thật sự là 3 giờ nó mới đóng, nhưng mà thường là trước 2:30 đi là ngay cái Central Market này nó sẽ kiểu mà nó sẽ xả hàng, là tại vì thứ bảy là ngày cuối rồi, là chủ nhật người ta nghỉ, nên là vào cái lúc mình đi khung tầm 2 giờ á, 2 giờ hơn á, là lúc đó là ra là xả bái sái luôn, chuối đồ là ký 50 sen rồi. Nửa giá hay là khoảng bao nhiêu giá em? Giá bình thường là bao nhiêu mà bây giờ còn 50 sen? Thường á, giá chung của nó sẽ là từ 1,50 đồng tới 2 đồng Ừ. cái trước nha, còn bây giờ em nghĩ chắc nó lên giá rồi, Rồi, ok. nhưng mà Rồi, chẳng còn mấy rẻ. cái khác. Nó vẫn rẻ bình thường mà đúng không? Dạ đúng rồi, cũng trời, thầy nghĩ Ừ. 1 đồng tới 1,50 đồng 1 ký, Cũng thầy mua trong siêu tiết thị kiệm. sẽ mắc hơn, rồi trong siêu thị lúc nào nó cũng sẽ em nghĩ là tầm 2 đồng mấy á, 2 đồng một mấy ký bạn mấy bạn học ở ở city ở CBD thì mình nghĩ
nên thuê cùng nhau thuê để chia ra ở COD nó tiện hơn á, Dạ đúng đỡ rồi. thì ở thời gian đi lại nè, thứ nhất, và thứ hai nè, đi vòng vòng trên nó chơi cũng vui. Ở trên nó mình thấy nó vui hơn là mấy cái vùng á, tại mình cũng đi hết tất cả mấy cái vùng ở trên nó, nói tất cả thì cũng hơi quá, mình đi cũng đâu đó cũng 60-70% á, tại mình dành mấy mấy năm để mình nghiên cứu khảo sát bất động sản ở trên đó mà, nên mình đi cũng khá nhiều. Từ Victor Harbor, hôm bữa có dẫn em đi Victor Harbor thấy đẹp chưa, mấy cái vùng ở mấy cái Phillip Island, rồi xong rồi bạn nào mà chưa đi Victor Harbor ở trên Nam Úc thì nên đi nha, cậu đẹp cực kỳ, nước nó trong vắt trong veo. Rồi đi lên CBD thì bạn thấy có nhiều chỗ dẫn em tụi em đi rồi đó, đi lạc cái vườn của Nhật nè rất là đẹp, rồi đi mấy cái zoo nè, thảo cầm viên nè, rồi xong rồi đi mấy cái bảo tàng, rồi xong rồi đi thư viện của Nam Úc, nhiều cái đẹp lắm. Các bạn lên đó nên ở CBD là mình thấy cũng hợp lý, và trên CBD nó mới nhộn nhịp, nó mới vui, còn Dạ mấy đúng. cái vùng khác nó rất là buồn. Nói lên đó mà không ở CBD là hồi xưa mà mình không quyết định ở CBD, mình ở mấy vùng khác dễ tự kỷ lắm á, không giỡn đâu. Lên Đúng nóc nhà ngồi không á, chứ không giỡn không. nó kiểu mà nó đi bus là nhiều, cũng có train. Ở đây chắc em đi ba tầng. ba bốn giờ là nó đóng cửa nó nghỉ rồi đó. Các bạn đừng có ở mấy vùng khác đâu, cũng ok nếu mà ở thời gian ok, nhưng mà theo mình, tại mình cũng thích thích bây giờ khác nha, hồi xưa khác nha, hồi xưa cái đây 5-7 năm rồi tính tình mình khác, bây giờ nó khác rồi, giờ thích yên lặng rồi, Với hồi xưa lại thích nhộn. nhà ở đây em thấy mà cách city tùy khoảng từ 5 tới 10 cây thì giá nó cũng tương đương à thầy, nó không rẻ hơn nhiều. Rồi. Nhưng mà vấn đề là muốn đi lên nó phải tốn thời gian đi xe bus xe lửa rồi nó cũng phiền quá. Với lại các Đây. bạn học có 2 năm mà học lẹ 2 năm chứ mấy. Rồi xong Dạ. rồi thôi. Đi ra biển chơi với bữa thì chở em đi ra biển chơi nó cũng dễ mà đúng không? Bắt Dạ. xe bus Có cái ra biển. đúng rồi, nó hình như nó có Rồi trao. xe xe tram cũng chạy ra được. Rồi thêm nữa ví dụ như đi ra ngoài sân bay máy bay bay lên Melbourne chơi, Sydney chơi. Có xe xe bus ngay luôn trung tâm, có xe bus đi thẳng ra đó luôn, tốn có 5 đồng à, hay 10 đồng à. Rồi có IKEA ở ngoài đó, rồi có đi shopping rồi ở trên đó hết, rồi có cái Round the Mall nữa, coi người ta đánh đàn nhạc nhảy hát hò rồi vui lắm. Thì đó vậy nó tiện hơn.